Tại giờ gia đình em hơi lưu bu á. Anh quay chia sẻ hình ảnh của ba em thôi chứ đâu có quay bên em. Anh ghi hình cái đó là anh chỉ quay bên đây thôi, còn em á đừng có lợi thôi chứ có gì đâu. Dạ thôi thôi đi cô, mình cứ làm tròn cái bổn phận mình thôi, còn cái nhưng việc đó nó để lại coi như thế nào. Cái chửi con nãy giờ là kiếm em đòi đập em hay là sao? Đòi đập máy đập gì đó. Mà còn ai á là muốn ai muốn đập máy em á thì cứ lại đây, em đứng ở đây chứ không phải là đi đâu hết. Hiện tại bây giờ thì giấc tối á, bữa nay cũng là điểm cuối á, tại vì Nhi bệnh về nên là ăn tán sớm của các anh chị. Nên là bữa nay là Phong cũng tranh thủ đi xuống để thắp một cái nén hương của tất cả những ông bà bác, những khán giả, những mạnh thường quân dành cho Nhi với anh chị. Cái đoạn đường dưới quê á, rất là chật hẹp. Đang chặt bên kia của anh chị. Chào quá anh. Chào chị á. Anh không sẽ bỏ xe không bên đây của chúng chị. Bỏ xe đâu chú? Có thẻ gì không anh? Rồi. Rồi cảm ơn anh nha. Chiều giờ đám đông không anh? Đông lắm ha. À, có mấy anh giữ xe cũng đỡ quá. Hãy phòng vô của mấy anh chị. Vô chú. Hồi nãy chú hỏi đường vô hả? Này là gì? Con quay không đó, bây giờ chú giúp anh Nhi á. Này đám tang tới ha. Bên cộng đồng hả? Dạ cộng đồng mà. Cái gì Nguyễn gì hả? Không Nguyễn. Dạ. Thôi mà trẻ vậy. Không, con đi Bình Dương mới về. Mấy chú gần đây không hả? Dạ, không. Dạ, thấy, mà thấy chú này quen quen hình như gặp rồi phải á. Tao ở đây. Ông ơi, cộng đồng tới ông ơi. Tao ở Sài Gòn mà, quận 1 mà. Nguyễn hả? Dạ, dạ. Hôm nay cô bác sẽ đứng ngoài đây hết rồi. Cô dạ. Nãy giờ cũng xong rồi, con tính con về á con. Dạ, về sớm con mới tới mà. Mình ở lại cũng thành con số không. Dạ, ok. Mình là với dạ, ở sớm mình, ông chủ nhà trọ với bà chủ nhà trọ vô. Dạ. Rồi cô dắt vô với chị Năm rồi vô với băng mình vô. Rồi ngàn tay cũng muốn xong rồi cô cũng cũng nhờ ông đi kệ đi cho con. Một lần cuối thôi, chứ cô cũng biết là cô sợ cô ấy rồi lên mấy anh mấy chị cũng hơi buồn. Nhưng mà điều thôi giờ mình nghĩ còn giờ phút cuối của ông Nhi, thôi kệ, cho ông Nhi ông vui. Dạ, dạ. Đúng không? Con cũng nói giùm cho cô ha. Kệ nó, ổng chứ biết nói gì giờ. Thiệt. Cô thắp nhang rồi hả? Cô thắp nhang rồi. Rồi cô đợi cô lại rồi này kia rồi. Rồi ở mãi thằng con cô nó cúng càng bộ càng rồi xong về xếp đồ này kia xong dạ. Hết rồi. Đám này là đông dữ không con? Không đông còn đặt ở trên thành phố vậy. Dạ. Cô thấy nó không có nói năng tới rồi nên chị em cô về chứ cô đâu biết con lại. Dạ, hình như là ngày mai là 2 giờ chiều. Cô tới lâu chưa? Cô tới nãy giờ cũng lâu rồi con mà cô không thấy ai hết trơn á. Rồi tại mình ở nhà trọ trên kia mà ở dưới đây đâu có quen nhiều đâu. Dạ. Đám quýt khách hả con ha? Dạ. Chắc cô nấu đám cũng gần đây hả? Cô ở tức trên một quá. Trúc trên một quá luôn. Con vô cũng uống miếng nước đi. Dạ, con ngồi một tí. Con ngồi một tí đi kệ. Dạ, dạ. Ok, dạ. Đi vậy, cô cố gắng theo cái tâm nguyện của ổng là được rồi.
đó thì ổng nói với cô sao giờ cô cũng làm mỹ trang. Ngày mai vậy 2 giờ cô cũng tranh thủ đi với con ha. Rồi, cô đưa tới ổng phút giây cuối cùng đi, mốt làm mã mồi xong á mình cũng ra cúng kiến ổng. Mình cũng tự mình cúng. Cô tự đem về nhà cô cúng, cô giái ổng thêm về nhà cúng. Cô tự cúng hơn cô. Rồi. Cô không cần nói tới ai hết. Rồi coi như mình cúng tiền ra ổng, vậy là ổng cũng vui lắm rồi đó con. Ổng vui lắm rồi đó. Ổng vui lắm rồi đó. Mấy đứa cũng chuẩn bị về hả? Dạ. Cái này nãy giờ nói sao thấy anh Phong lại. Đi tới đây không có quen ai á, ngại quá hả? Ngày nay đâu ngại, anh dôm ngồi hết gì á. À. Thì ở đây là những sống mình chứ, tại vì sinh nhà đám của ảnh cũng vắng. Không phải đâu con, vắng mà tiền nó nhiều. Dạ. Đám có chấp dễ. Thì Phong Nguyễn ở đây là cũng thông báo đám ở đây là không có nhận tiền nào để ủng hộ, tại vì cái số tiền còn lại 10 triệu á thì đủ giống như là theo cái ý nguyện của ảnh thôi, chứ cho dù là Mạnh Thường Quân có gửi thì Phong xin phép là xin lỗi là Phong không có nhận được, tại vì người em đã đem về đây làm đám thì Phong không có nhận. Chứ hôm bữa cũng có hai cô bác gửi sau á thì con có trình bày, và Mạnh Thường Quân cũng sẽ chuyển cho một cái hoàn cảnh khác. À, em nhỏ nên là Phong thông báo rõ ràng cho ông bà của bác xem chương trình được rõ. Ở đây là chủ yếu mình đi tới thắp hương niệm Phật cho anh Nhi thôi. Vậy là cũng vui rồi đó con. Thôi đi vô con, đi vô chút xíu đi, đi vô mấy đứa. Dạ chị, chào mấy đứa nha. Thôi đi mấy đứa. Này hình ảnh của anh Nhi nè, của bác anh chị. Thế Phong không có tiện đi vô bên trong được. Nhà đám cũng vắng vẻ. Em thắp giùm anh nén hương mà em thắp giùm cho anh ha. Tại em bị cái chân á nên thắp nhang cho ba em không được, em thế anh thắp cho ba em đi. Đây có con gà, mấy con gà đi vô nhà luôn của chú anh chị. Đây là đứa con gái út của anh, 16 tuổi. Còn đứa con gái lớn thì 23 tuổi, ngồi góc bên kia. Đây là nhà của anh Út. Rồi, cảm ơn con nha. Sáng giờ khách đông không con? Dạ, giờ mới đông mà sáng không có đông lắm. Giờ mới đông hả? Lúc 6 giờ trở lại. Ngày mai 2 giờ đưa ba con đi ha. Dạ. Ngày mai chú Phong cũng chạy xuống đưa con ba con tới nơi an nghỉ cuối cùng. Dạ. Rồi thôi con làm gì làm đi con. Có muốn nói gì chú Phong không? Dạ không. Thì khách khứa đang ngồi bên đây. Bữa nay thì Phong chia sẻ chút ít hình ảnh cho ông bà cô bác xem thôi. Anh Khu Hồng Nhi, 46 tuổi của bác anh chị. Ngày mai sẽ tiến hành lễ động quan vào lúc 14 giờ. An táng tại đất nhà. Thằng tháng là phải trả tiền khoảng 2 triệu, 2 triệu rưỡi của chú anh chị.
Anh quay chia sẻ hình ảnh của ba em thôi chứ đâu có quay bên em. Tại vì cái này là anh chia sẻ từ bữa tới giờ, còn cái việc mà anh ghi hình cái đó là anh chỉ quay bên đây thôi, còn mẹ em á đừng có lợi thôi chứ có gì đâu. Nó chửi con nãy giờ mấy đứa này nãy giờ còn nó hầm. Nó chửi con nãy giờ mấy đứa này. Mẹ ơi. Không để cái mẹ không. À vô ngồi đi con. Mẹ đứa cha cũng chết rồi. Còn chủ yếu là chia sẻ hình ảnh cho mọi người bác xem thôi của quý anh chị. Còn người nhà hay gì á, con muốn chia sẻ cho nó chi tiết đầy đủ thôi. Còn người nhà, tại vì thường thảo hai bên thôi chứ con cũng không muốn là hai bên xích mích đó cô chú anh chị. Dạ thôi thôi đi cô, kệ đi. Nè, từ đầu tới cuối không có thằng này á, con cái này là cháu ổng rồi con. Dạ, dạ. Nếu không có hôm này á là ông như tơ xả tả tơ và bèo nghèo và phải nói cỏ xanh nắm mồ, không phải tới bây giờ mà cỏ xanh mà là khổ sở mà. Thì mình cứ làm tròn cái bổn phận mình thôi, còn cái nhưng việc mà đó nó lại một phát nó chửi con nãy giờ mấy đứa nhỏ nó tức lên á. Dạ. Thì con cứ đứng ở đây bình thường mà, nếu mà gia đình hoặc là không có hài lòng hay gì cứ ra đây nói chuyện với Phong chứ không có gì á. Ủa có chuyện gì hả anh? Hả? Con nghe nói là trong gia đình là chửi em rồi đập em hả? Đâu có. Dạ con ổng á. Hai. Nãy ai nói là kiếm em đòi đập em hay là sao? Đòi đập máy đập gì đó. Xin vô đây. Nói chung á là bây giờ hiện tại á em ở đây á là em chỉ là chia sẻ hình ảnh của anh thôi, ảnh thôi. Muốn là ông sùm nữa hết. Dạ. Đúng không? Thì bây giờ cứ hai ba cái nó tới nó lui hoài. Thì bây giờ nói chung là sau cái đám đi hai ba muốn làm gì đó làm. Dạ. Mệt quá. Bởi vì em tới chủ yếu là chia sẻ hình ảnh của anh thôi chứ không muốn là quay chỉ làm cái gì hết trơn á. Ai quay chỉ anh chị đâu mà tự nhiên lại đòi đập máy gì. Phong cứ cũng chia sẻ hình ảnh cho ông bà cô bác xem thôi chứ ở đây là cũng địa phương của Phong chứ đâu phải ở đâu đâu mà cô chú anh chị. Chứ mình làm đúng thôi chứ đâu phải mình làm chật đâu mà sợ đâu cô chú anh chị. Phong sẽ ở đây để chia sẻ hình ảnh cho ông bà cô bác xem một tí nữa là Phong cũng thu xếp Phong về của chú anh chị. Thôi đi coi. Thôi đi. Trời. Thôi đi con. Dạ. Thôi dạ, thôi kệ đi con. Thôi em mình thu xếp về đi. Con đừng để cái gì nóng nha con. Chăm sự nhờ của người ta con nha con. Thôi bây giờ giống như anh phiên chủ nhà rồi mất dài không biết. Thôi, dạ dạ. Thôi bây giờ nói chung á là xong đám đi rồi mình tính cái gì tính. Nhưng mà chứ bây giờ làm gì không được. Chứ mà còn ai á là muốn, ai muốn đập máy em á thì cứ lại đây. Em đứng ở đây chứ không phải là đi đâu hết. Bây giờ em vô bình thơm mà dạ, dạ. Anh nó chết rồi là thấy đúng xong rồi. Đúng dạ, rồi dạ. Thì bây giờ anh gán lo bữa nay với ngày mai nữa là anh đưa anh chôn rồi xong xuôi là bổn phận anh dạ. Tới đó là thấy anh cũng đã mở nguyện cho dạ, anh thôi. Cảm ơn anh thật thì sự bây giờ anh, thì cảm ơn anh rất là nhiều. Cứ bây giờ còn sống thì cũng tranh giành mà tới chết rồi cũng tranh giành là cái gì không có nấu nữa. Bây giờ là cái chuyện đó dẹp không anh.
Thì chị Dương chị nãy giờ thì Phong Nguyễn á cũng mới ghi hình trong đám sau á, thì cũng có giống như là hai bên là cũng có một chút chút xích mích nhỏ nhỏ của anh chị, thì Phong Nguyễn cũng tranh thủ đi về, tại vì thì gia đình hai bên đó, thì bữa giờ cũng có lấn cấn một số điều của chú anh chị, nên bây giờ là trong đám đó, thì cũng xảy ra một số chuyện mà không mong muốn, và bây giờ cái Phong Nguyễn cũng tranh thủ đi về, giống như là để cho anh Nhi cũng đã mất rồi, để cho người mất được yên nghỉ. Thì Phong Nguyễn cũng cảm ơn tất cả quý khán giả mà thường quân rất là nhiều luôn. Thì ngày mai thì Phong Nguyễn sẽ đi tới và chia sẻ cái phút giây mà đưa anh đi tới nơi an nghỉ cuối cùng. Thì Phong cũng cảm ơn tất cả nha. Chúc ông bà cô bác mạnh thường quân và những khán giả luôn tràn đầy niềm vui, nhiều sức khỏe nha. Thì ông bà cô bác cũng đoạn video tiếp theo nha. Thì bây giờ ở ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, rồi viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn.